Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi là Vi Mạnh của Vietfay TV, hiện giờ đang có mặt tại trung tâm sinh hoạt của cộng đồng. Thưa quý vị, văn phòng của cộng đồng tọa lạc tại Karamata. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2015. Thưa quý vị, cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu cho tân ban chấp hành. Ba địa điểm chính cho người Việt của chúng ta ở New South Wales quy tụ về để bỏ phiếu. Thứ nhất đó là ở Marrickville. Cái thứ hai là văn phòng cộng đồng ở Bankstown. Và thứ ba là văn phòng tọa lạc tại Karamata. Hiện giờ trên đồng hồ của chúng tôi được biết đã là 5 giờ thì tất cả các phòng phiếu trên 3 địa điểm trên đã đóng cửa và 3 thùng phiếu ở 3 nơi đã được mang về ở Karamata là nơi trụ sở chính để cho tất cả ban ủy ban tư vấn và giám sát cũng như ủy ban bầu cử kiểm phiếu trong ngày hôm nay. Hai liên danh ngày hôm nay đó là liên danh thứ nhất đó là liên danh tương lai của tiến sĩ Hà Cao Thắng và liên danh trong sáng của luật sư Võ Minh Cương. Cho đến bây giờ thì chúng tôi được biết là hai bên vẫn so cạnh với nhau, kè cạnh với nhau. Tuy nhiên để biết được cái con số đích thực và xác là và chính xác là bao nhiêu thì chúng tôi xin mời toàn thể quý vị cùng chúng tôi xin bước vô trong phòng kiểm phiếu, vì chúng tôi là media có được quyền đi thẳng vô trong phòng kiểm phiếu xem ngày hôm nay kiểm phiếu như thế nào. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào trong. Hà Cao Thắng, Võ Minh Cương. Hà Cao Thắng, Hà Cao Thắng, Võ Minh Cương. Hà Cao Thắng, Hà Cao Thắng, Hà Cao Thắng, Hà Cao Thắng, Võ Minh Cương. Thắng, 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 Thắng. Thưa quý vị, là như vậy, cái theo cái truyền thống của cộng đồng chúng ta đó là không có thông báo cái con số cá nhân cử tri đi bầu cũng như các hội đoàn. Vì vậy cho nên tổng cộng cái số bầu ngày hôm nay là 2013 phiếu cả hội đoàn với cá nhân. Thì chúng tôi chia ra là liên danh A được 490 phiếu đạt 24.3%, và liên danh của ông Hà Cao Thắng đạt 1.523 phiếu tương đương với 75.7%, tức là 75.7%. Kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ cái kết quả cũng đã ngã ngũ và chúng tôi xin được đến cùng toàn thể quý vị cô Huỳnh Tú Phương, tức là luật sư Huỳnh Tú Phương. Huỳnh Tú Phương thay mặt cho Vietfay TV thì anh Vi Mạnh xin chào Huỳnh Tú Phương. Tú Phương ngày hôm nay có mệt không? Dạ, Tú Phương xin kính chào anh Vi Mạnh, kính chào quý vị khán giả của đài Vietfay TV. Dạ, Tú Phương rất là vui nhưng mà cũng sáng tới giờ thì cũng đứng nên cũng hơi mệt một chút đỉnh. Tú Phương thấy cái tinh thần của người Việt đi bỏ phiếu trong ngày hôm nay như thế nào? Dạ, Tú Phương từ sáng giờ thì Tú Phương đứng tại Karamata. Tú Phương rất là vui là cũng có rất là đông đồng bào của chúng ta đến đó để ủng hộ. Tú Phương rất là thích là lần này chúng ta có tới hai liên danh A, liên danh B. Vì Tú Phương thấy cái đó cho cộng đồng của chúng ta, cho các ông, các bà, các cô, chú được quyền lựa chọn cho liên danh mà họ tin tưởng nhiều nhất. Và Tú Phương nghĩ cái đó là rất là quan trọng để cho cộng đồng của chúng ta có cái, được cái phần mà tiến triển. Nên là Tú Phương rất là vui và cũng rất là may mắn cho liên danh của Tú Phương ngày hôm nay. Bây giờ cho anh Vi Mạnh hỏi một cái, từ sáng tới giờ thì khi mà trong cái cuộc bỏ phiếu nào đó nó cũng có cái phần nào nó hơi bị trục trặc kỹ thuật vân vân, vậy từ sáng tới giờ đó thì Tú Phương thấy cái điều gì mà cảm thấy mình không hài lòng? Dạ, thưa anh, theo Tú Phương thấy đó thì là có nhiều người người ta lại muốn tới bầu mà tại vì cái registration đã đóng cách đây một tháng, đăng ký đã đóng cách đây một tháng thì Tú Phương thấy nó rất là uổng, tại vì công lao của đồng bào thì quý vị biết là ra parking ở Karamata cũng là rất là khó khăn, mà trời hôm nay thì cũng lại mưa râm râm nên là Tú Phương thấy rất là uổng là đồng bào chúng ta lại tới chỗ bầu, muốn bầu mà
lại không có thể, thì Tú Phương thấy cái đó là một cái mà chúng ta phải ráng học hỏi. Tú Phương có và các bạn cũng có vài cái ý kiến là làm sao mà chúng ta có thể thay đổi, tạo ra những cái database, có thể dùng computer để có thể làm sao mà là vừa làm cho quý vị, cho cộng đồng chúng ta, cho nhiều người có thể đi bầu nhiều hơn, và cũng cho tất cả các cô chú mà ở trong bang mà để coi như là voting committee á, để dễ hơn cho các cô chú ở đó. Bây giờ một cái câu hỏi cuối cùng, vậy thì trước khi mà chúng ta chấm dứt ở đây thì chúng ta đã biết là Tú Phương là kỳ này liên danh của liên danh B thắng rất là lớn. Vậy thì Tú Phương có điều gì muốn chia sẻ đến khán thính giả của Vietfay TV hay không? Xin mời Tú Phương. Dạ, Tú Phương thật sự muốn gửi lời cảm ơn đến các ông bà, các cô bác, các cô chú. Cảm ơn đến tất cả cộng đồng người Việt của chúng ta đã cho chúng con là liên danh B, liên danh tương lai, cái cơ hội để phục vụ cho cộng đồng, cho tổ quốc. Chúng con rất là cảm động là quý vị đã để niềm tin vào chúng con và cho chúng con cơ hội này. Và chúng con rất là mong rằng quý vị sẽ tha thứ cho chúng con nếu chúng con có làm những điều gì sai sót, và sẽ dạy dỗ hướng dẫn chúng con để chúng con có thể tiếp tục phát triển cho cộng đồng của chúng ta và tiếp tục phục vụ cho cộng đồng. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi đó là cô Huỳnh Tú Phương đã chia sẻ về cái kết quả bầu cử rất là lớn của ngày hôm nay. Và như quý vị cũng đã rõ thì là liên danh của B, tiến sĩ của Hà Cao Thắng đã thắng một cách rất là vẻ vang trong hai đơn vị lớn nhất, đó là Karamata và Banh Sao, cũng như nhận được một tất cả các số phiếu hội đoàn trong ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình của Vietfay TV. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong phòng phiếu của chúng tôi bây giờ đã liên danh hai bên đã rõ là với 2013 phiếu thì tiến sĩ Hà Cao Thắng là liên danh B đã thắc cử với là 1523 phiếu, tức là 75.7%, và ông Võ Minh Cương liên danh A với 490 phiếu, tức là 24.3%. Chúng tôi xin gửi đến cùng toàn thể quý vị lời phát biểu của ông chủ tịch hội đồng tư vấn và giám sát Paul Huy. Một lần nữa xin thay mặt cho Vietfay TV Vinh Mạnh xin chào anh Huy. Chào anh Vinh Mạnh và chào tất cả quý vị thính giả của Vietfay TV. Thưa anh có thể cho biết là cái cảm tưởng của anh như thế nào với cái không khí của kết quả cuộc bầu cử ngày hôm nay? Dạ vâng, một không khí rất là hào hứng và đầy dân chủ, và mình thấy là phản ảnh của cộng đồng chúng ta quan tâm và muốn đóng góp và tham gia trong cuộc bầu cử rất nhiều, rất sôi nổi. Quý vị, từ 3 phòng phiếu chúng tôi đã nhận được tương đối rất nhiều những cử tri muốn đi bầu. Tuy là có một vài sơ sót về hành chính, có nhiều quý vị đã không được bầu, nhưng mà rất là nhiều quý vị đã muốn đi bầu. Chắc chắn là trong tương lai chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại tất cả những cái thiếu sót về hành chính để mong cho các đồng bào đã đi bầu nhiều hơn. Nhưng mà cái thể hiện của ngày hôm nay cho thấy là cái sức mạnh của người dân quan tâm về cộng đồng, muốn đi bầu. Và đây là một cái tiếng nói dân chủ mà của cộng đồng chúng ta được thể hiện. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh. Có điều gì anh muốn chia sẻ đến cùng toàn thể quý khán thính giả của Vietfay TV hay không? Xin mời anh. Dạ vâng, cái sự chiến thắng của liên danh trẻ với cái số phiếu kỷ lục như thế này thì cho ta thấy là cộng đồng chúng ta có một cái tiếng nói là nói lên là cái có thể là liên danh trẻ đầy năng lực và đầy những cái sự sáng kiến mới có thể mang lại phục vụ cộng đồng và đóng góp cái tích cực hơn. Thì đây là cái tiếng nói qua cái số phiếu mà quý vị thấy cái kết quả đã như vậy. Đây là tôi nghĩ là đó là một cái sự phải nhiều người phải suy nghĩ lại là coi là tại sao có cái số phiếu sai biệt như vậy. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông chủ tịch của hội đồng tư vấn và giám sát Nguyễn Quang Huy. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Vinh Mạnh và chào tạm biệt quý vị thính giả của Vietfay TV. Kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ chúng tôi xin phỏng vấn ông chủ tịch của Ủy ban bầu cử của ngày hôm nay, đó là ông Nguyễn Vy Túy. Thay mặt cho khán thính giả của Vietfay TV, Vy Mịn xin chào ông Vy Túy rất nhiều. Chào anh Vy Mạnh, quý khán thính giả của đài Vietfay. Thưa anh có thể cho chúng tôi được khán thính giả của chúng tôi được biết về cái không khí bầu cử và cái thể thức của bầu cử trong ngày hôm nay như thế nào, và xin anh có một lời tường trình đến cùng toàn thể quý khán thính giả của Vietfay TV cái kết quả thưa anh. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy cuộc bầu cử này đó là rất là hào hứng, và cái sự hào hứng này nó đến được đó với cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi phải thành thật mà nói là các cơ quan truyền thông, trong đó có Vietfay, đã đóng góp rất nhiều trong cái việc loan tải các cái tin tức về cuộc bầu cử, khiến đồng hương và các vị cử tri đã rất quan tâm tới cuộc bầu cử lần này. Và cái kết quả bầu cử ngày hôm nay đã cho thấy là cộng đồng chúng ta luôn đặt cái sự tin tưởng và hướng về giới trẻ, vì cái số phiếu và cái tỷ lệ phiếu như anh đã thấy
75.7% đã dành cho liên danh của ông Hà Cao Thắng và 24.3% dành cho ông Võ Minh Cương. Thì nguyên cái sự ủy nhiệm đó đã cho chúng ta thấy là cộng đồng của chúng ta, mặc dù là những người lớn tuổi đa số, chiếm đa số, chúng ta có những cái hoài niệm về quá khứ rất là chặt chẽ và rất là lớn lao, nhưng mà chúng ta cũng vẫn tin tưởng và đặt cái hy vọng vào cái sự làm việc hăng say và có trí thức từ những người giới trẻ. Và đó chính là cái lý do cái liên danh giới trẻ hôm nay của tiến sĩ Hà Cao Thắng đã có một cái sự vượt thắng rất là vượt trội so với liên danh của ông Võ Minh Cương. Vâng, sau các cuộc bầu cử nào mà chúng ta ngồi nhìn lại đó, có những điều chúng ta hài lòng và có những điều chúng ta không hài lòng. Vậy thì với cái tư cách của một người đó là trưởng ban bầu cử, thì cái những điều nào mà ông cảm thấy hài lòng và những điều nào ông không hài lòng? Chúng tôi hài lòng là vì cái kết quả nó rõ rệt. Một khi nó rõ rệt thì cái ủy ban bầu cử của chúng tôi rất là thoải mái và không có bị những cái dư âm của cái cuộc bầu cử nó vấn vương hoặc nó lôi cuốn hoặc là nó gây cho chúng mình, cho chúng ta những cái phiền phức và thắc mắc ở trên đầu. Và nhưng mà cuộc bầu cử nào cũng như anh Vi Mạnh nói, nó vẫn có tồn tại những cái mà chúng ta cần phải cải tiến trong tương lai. Theo chúng tôi, cái cải tiến mà chúng ta cần nhất đó là cái phương cách ghi danh. Chúng ta cần phải có một cái thời gian trước và dài, và kể cả chúng ta vượt qua những cái phương pháp khác, thí dụ như chúng ta không cần ghi danh nữa và chúng ta chỉ cần những người tới bỏ phiếu trình những các cái giấy tờ hợp lệ và chúng ta cho họ bỏ phiếu qua cái màn ảnh computer, tức là máy computer của chúng ta sẽ load một cái chương trình, nếu người nào đã bầu cử và lấy phiếu rồi thì không thể nào bầu lại lần thứ hai. Và như thế cái nhân viên phòng phiếu không phải dò kiếm danh sách, cũng như không thể nào có tình trạng một người nào bầu hai lần. Và đó là cái mong mỏi của chúng tôi trong tương lai. Nếu bất cứ một cái ủy ban bầu cử nào trong tương lai cũng sẽ còn gặp phải cái vấn nạn rằng bị khiếu nại là có tên hoặc không có tên, thiếu sót thế này, thiếu sót thế kia. Nhưng nếu chúng ta có một cái sự cải tổ toàn diện về vấn đề bỏ phiếu trong tương lai thì chúng ta mới mong thoát được cái cảnh hiện nay. Và nếu mà chúng ta thoát được, chắc chắn cái số người tham dự vào cái tiến trình bầu cử của cộng đồng chắc chắn sẽ đông gấp 3, gấp 4 lần so với hôm nay. Dạ vâng, xin cho chúng tôi hỏi một cái câu cuối cùng như thế này. Thưa ông, có phải là cái chức vụ của trưởng ban bầu cử của ông đó là đến cái giờ phút này là đã chấm dứt đúng hay không ạ? Không còn nữa phải không ạ? Dạ không đúng. Có thể chúng tôi vẫn còn phải giữ lại những cái tài liệu, những cái chứng từ của cuộc bầu cử ngày hôm nay để đề phòng bất cứ một cái sự khiếu nại nào của bất cứ liên danh nào hoặc của cá nhân nào về vấn đề bầu cử ngày hôm nay. Chúng tôi phải lưu lại cái vấn đề đó. Cái thứ hai, chúng tôi vẫn phải tiếp tục cái công việc này cho đến khi bàn giao cho một ủy ban cho nhiệm kỳ 2 năm tới, để họ có những cái tài liệu, họ có những cái nhu liệu để mà họ tiếp tục cuộc bầu cử một cách thuận tiện hơn trong tương lai. Vì vậy cho nên mặc dù tối hôm nay chúng tôi ngủ rất ngon, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn chưa ngon trong những ngày sắp tới. Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng chúng tôi xin hỏi ông đây có vẻ có tư cách hơi tế nhị một chút xíu, như ông vừa đề cập đó là giới truyền thông trong lần này đã đóng một cái vai trò rất lớn. Vietfay TV, 2VNA và SBS và SBTN và đặc biệt là tờ báo Văn Nghệ của quý ông, là ông Vi Túy cũng là một người trong hoạt động trong giới truyền thông. Vậy thì cho chúng tôi xin hỏi một cái câu như thế này, vào buổi trưa ngày hôm nay với tư cách là một cái người đồng nghiệp làm hoạt động trong truyền thông đó, thì chúng tôi có hỏi ông là cái cảm nhận của ông, cái kết quả ông nghĩ như thế nào, thì ông cho chúng tôi biết là có thể là 7-3, nhưng mà không ngờ là kết quả của ngày hôm nay là phải nói là rất là sát nút. Thì chúng tôi ngồi nghĩ lại thì cái sự tiên đoán của ông khá chính xác một cách vô cùng. Vậy thì chúng tôi xin hỏi ông với là cái technique của một người truyền thông làm thế nào mà ông có thể tiên đoán được con số khá chính xác như vậy ạ? Thưa quý vị, sáng nay chúng tôi có nói chuyện với anh Vi Mạnh thì chúng tôi có nói là 73, thì thưa quý vị, cái này là số 7 thật, cái này cũng gần 3 thật. Vì vậy cho nên cái tiên đoán của chúng tôi là tương đối chính xác. Tại vì thưa quý vị, khi chúng tôi lập những cái danh sách hội đoàn cũng như phát các cái phiếu hội đoàn cũng giống như phát các phiếu cá nhân, thì chúng tôi đã cảm nhận được cái làn sóng ghi danh cũng như bỏ phiếu nó đến từ phía nào. Và đó là một cái cảm nhận đầu tiên. Rồi đến khi chúng tôi lại có mặt thị sát tại 3 phòng phiếu thì chúng tôi dễ dàng đi đến một cái nhận định nó tương đối khá chính xác như anh Vinh Bảnh đã nói. Và đây có lẽ là do cái sự làm việc của mình thì mình mới có cái sự nhận định như vậy mà thôi, ngoài ra không có một cái lý do nào khác.
Vâng, một lần nữa xin thay mặt cho khán giả của Vietfay TV trên toàn nước Vì Mạnh xin cảm ơn ông Nguyễn Huy Tý rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả, khán thính giả của đài Vietfay đã theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với anh Vi Mạnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, trong bất kể một cái cuộc chơi nào cũng có người thắng và người thua. Và dĩ nhiên qua các tin tức ngày hôm nay, quý vị cũng đã rõ là liên danh B của tiến sĩ Hà Cao Thắng đã đắc cử một cách khá vẻ vang với 75%. Và bây giờ chúng tôi xin phỏng vấn tiến sĩ Hà Cao Thắng, vị tân chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang New South Wales trong nhiệm kỳ 2015 và 2017. Thay mặt cho khán giả của Vietfay TV Vinh Vinh, xin chào anh Thắng. Dạ, chúng tôi Hà Cao Thắng xin chào anh Vinh cũng như quý khán giả của đài Vietfay TV. Sau cái kết quả bầu cử như thế này đó, anh cảm nhận được như thế nào trong suốt cái thời gian bầu cử được diễn tiến anh? Dạ thưa anh cũng như quý khán giả, chúng tôi cũng xin phép lấy cái cơ hội này để xin cảm ơn cái liên danh A là do luật sư Võ Minh Cương đã ra tranh cử trong lần này. Đối với khi hai liên danh tranh cử như vậy thì chúng tôi cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Cho nên vì thế chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai chúng tôi sẽ có những sự giúp đỡ gì hay là những gì mà liên danh A ông Võ Minh Cương có thể hướng dẫn thì chúng tôi rất là cảm ơn những cái sự hướng dẫn đó. Đồng thời nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn cái sự tích cực ủng hộ của tất cả các hội đoàn, các đồng hương đã tích cực hỗ trợ cho liên danh chúng tôi. Với cái vai trò tích cực đó thì chúng tôi cảm thấy đây là một cái trách nhiệm rất là lớn lao để cho liên danh cũng giống như đoàn chấp hành chúng tôi trong 2 năm tới, trong tinh thần là phải phục vụ, phải làm việc để làm sao đó để không phụ lòng quý vị, để không phụ lòng quý vị, và mong rằng trong 2 năm tới chúng tôi sẽ được sự hỗ trợ của tất cả các quý vị lớn tuổi cũng giống như là nhỏ tuổi để làm sao đó cho cái ban chấp hành chúng tôi làm việc trong một cái sự êm ái, tương kính lẫn nhau, và làm để với một cái mục đích chính là xây dựng cộng đồng, phát triển cộng đồng và làm một cái cầu nối cho cái tất cả các thế hệ tương lai sau này. Dạ vâng, xin cho tôi hỏi một cái câu khá tế nhị, đó là trong suốt thời gian vận động bầu cử của hai liên danh đó, là có rất là nhiều cử tri và có rất là nhiều những vị cho đại diện hội đoàn đoàn thể, họ nghĩ rằng đó là cái nội quy một lá phiếu của hội đoàn đó, tương đồng với lại 20 lá phiếu của người dân, xem ra cái điều này khá bất công bình. Vậy thì thưa anh, với cái tư cách của anh là một người vị tân chủ tịch, liệu rằng anh nghĩ là cái nội quy này có cần phải sửa đổi trong những ngày tháng sắp tới hay không? Dạ thưa anh, bây giờ thì hơi sớm nói cái chuyện đó, nhưng mà chúng tôi sẽ làm việc với cái sự đòi hỏi cũng giống như là cái quyền lợi của tất cả mọi người trong cộng đồng chúng ta. Cho nên vì thế nếu mà cái đó là cái sự yêu cầu cũng như là cần thiết của tất cả mọi người thì chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành những cái công việc đó. Cái đó là chỉ để đáp ứng lại những cái lời yêu cầu của đa số cũng giống như là của tất cả mọi người trong đồng hương chúng ta mà thôi. Yeah. Vâng, một câu là một cảm ơn rất nhiều, và câu cuối cùng chắc là để cho cái người chiến thắng chia sẻ cái niềm vui của mình với đến cùng toàn thể quý khán giả của Vietfay TV. Vinh Mạnh xin mời anh Thắng có đến cùng đôi lời đến cùng toàn thể khán giả của Vietfay. Dạ, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả của Vietfay TV cũng như tất cả những người đã ủng hộ cho liên danh chúng tôi. Với cái bước đầu này thì chúng tôi cũng nghĩ là cái sự khởi đầu của tích cực ủng hộ của cộng đồng cho giới trẻ. Vì thế chúng tôi bắt đầu có thể kêu gọi tất cả các giới trẻ trong cộng đồng chúng ta chưa hề tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng hay là có ý định tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, hãy tiếp tục hay là can đảm đứng lên để tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, để cho chúng ta muốn một người đóng góp một tay cho cái tinh thần xây dựng cộng đồng và phát triển cộng đồng, để cho tương lai cộng đồng chúng ta có nhiều người trẻ tham dự và mang lại hợp lực những cái lợi ích cho đời con đời cháu của chúng ta sau này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là cuộc phóng sự đặc biệt của Vi Mạnh tường trình đến cùng toàn thể quý vị ngay tại văn phòng cộng đồng tọa lạc tại vùng Karamata sau khi kết quả đã được theo dõi. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.